Xin chào tất cả các bạn. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đưa đến cho các bạn thông tin về khiến Hùng Dũng gãy chân, Ngô Hoàng Thịnh nhận án phạt kịch khung từ VFF. Chiều 24 tháng 3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã có án phạt dành cho Ngô Hoàng Thịnh sau hành vi vào bóng thô bạo với Đỗ Hùng Dũng ở trận đấu tối 23 tháng 3 trên sân Thống Nhất. Trưởng ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam Vũ Xuân Thành cho biết, sau khi xem xét hồ sơ và có sự nhất trí cao của ban, chúng tôi quyết định xử phạt nặng với cầu thủ Ngô Hoàng Thịnh của thành phố Hồ Chí Minh. Cầu thủ này bị treo giò đến tới hết năm 2021 ở tất cả các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, đồng thời nộp phạt 40 triệu đồng và đền bù chi phí cho thiệt hại theo quy định. Nếu như vậy là Ngô Hoàng Thịnh sẽ không được đá ở trong tất cả các giải bóng đá chuyên nghiệp, có thể chuyển sang đá ở sân cỏ nhân tạo với bạn bè cho vui thì được. Theo quy định kỷ luật của VFF mới sửa đổi, bổ sung vào mùa giải 2021 với hành vi thi đấu bạo lực, xâm phạm thân thể người khác có thể nhận án treo giò kịch khung từ 12 đến 24 tháng. Cụ thể, Điều 39 quy định về hành vi xâm phạm thân thể nêu rõ, xâm phạm thân thể trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng sẽ phải phạt từ 40 triệu đồng và bị đình chỉ tham gia hoạt động bóng đá đến 24 tháng hoặc bị cấm tham gia hoạt động bóng đá có thời hạn hoặc không thời hạn. Người vi phạm phải chịu chi các chi phí cho việc chữa trị chấn thương do hành vi vi phạm gây ra. Mức chi phí được quy định cụ thể như sau: không vượt quá 15 tháng lương của người vi phạm theo hợp đồng đã ký với câu lạc bộ, đội bóng chủ quản tại thời điểm vi phạm. Như vậy, án phạt dành cho Ngô Hoàng Thịnh không ở mức kịch khung, nhưng cũng đủ mức răn đe với những hành vi vào bóng thô bạo gây thương tích cho đồng nghiệp. Trước đó, Hoàng Thịnh có pha vào bóng rất thô bạo bằng cả hai gầm giày khiến Đỗ Hùng Dũng gãy chân phải nằm sân, sau đó phải nhập viện cấp cứu. Ca phẫu thuật sáng 24 tháng 3 diễn ra thành công tại thành phố Hồ Chí Minh. Hùng Dũng nằm viện 3 ngày tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó sẽ chuyển ra Hà Nội tiếp tục điều trị. Các bác sĩ cho biết nếu may mắn Hùng Dũng có thể trở lại sân cỏ trong 6 tháng tới. Như vậy là hết năm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các bản tin tiếp theo. Hãy bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình các bạn nhé. Chúc các bạn luôn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.